Ngày hôm qua thì các bạn đã thấy là giá cả của BTC đã có cái sự tăng trưởng và qua khỏi 12.000 đô Nhưng mà sau đó các bạn thấy chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ là nến là mỗi 5 phút Thì ở trên sàn Coinbase thì bạn thấy là sau khi mà tăng trưởng tới 12.000 đô Thì giá BTC đã đi xuống rất là mạnh trong vòng hai ngọn nến 5 phút Nghĩa là khoảng chừng không tới 10 phút Mà giá BTC đã đi xuống từ cái mức là 12.000 đô Xuống tới cái mức chỉ còn có 11 470 đô thì chúng ta thấy được là BTC là cái đồng lớn nhất ở trên thị trường crypto hiện tại chúng ta nhìn vào vốn hóa BTC thì vốn hóa BTC bây giờ là 219 tỷ so với lại tổng số vốn hóa thị trường của crypto là 371 tỷ có nghĩa là BTC đã chiếm tỷ lệ gần như là 60% nhưng mà BTC vẫn di chuyển mạnh và nhanh như vậy cho các bạn thấy được đây là một cái thị trường mà có rất nhiều nguy hiểm cho những bạn nào mà tham gia vào trading cho nên bạn cần phải cẩn thận và bảo vệ vốn hóa của mình trong video này chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin thường thấy thú vị ngày hôm nay thường muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là ngày 10 tây tháng 8 năm 2020 và là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ chúng ta đã bước vào đầu tuần và ở Việt Nam bây giờ đã là ngày 11 tây tháng 8 năm 2020 ngày thứ ba thì chúng ta nhìn vào giá cả BTC thì các bạn thấy bây giờ vẫn còn rất là tốt. Chúng ta thấy giá là vẫn xoay quanh cái mức là từ 11.800 và lại muốn tiếp tục thử 12.000 đô một lần nữa. Thì đây đương nhiên là một điều mà rất là tốt sau khi mà chúng ta thấy cái sự tăng trưởng mạnh cuối tuần rồi thì giá lại không đi xuống mà vẫn giữ tích lũy trong cái mức là từ 11 000 à, tới 12 000 đô Đây là một điều mà mình nghĩ là nhiều bạn cũng thấy là à, hứng thú hơn và thấy cảm thấy là an tâm hơn tại vì BTC à, không đột ngột và đi xuống mạnh Nhưng mà chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin khác ngày hôm nay à, trước khi chúng ta nói vào cái thông tin đó thì các bạn nhìn vào thị trường crypto nói chung thì khi mà chúng ta so sánh với lại à, USD đồng đô la thì BTC hôm nay là xuống 1,39% nhưng mà giá vẫn còn rất là tốt Ethereum các bạn thấy là xuống 0.47%, một số những altcoin lớn khác thì có, có sự tăng trưởng như là XRP, EOS, Tron, Litecoin chẳng hạn. Và khi chúng ta đổi cái biểu đồ này thành so sánh với đồng BTC thì các bạn thấy được là khi mà so sánh những altcoin với lại BTC thì phần lớn là một màu xanh ngày hôm nay. Như nghĩa là hôm nay BTC là đi xuống các altcoin đi lên. Về cái việc mà giá BTC đột ngột rất mạnh trong thời gian ngắn ngày hôm qua thì nhiều người cho là rất mạnh để mà lắp lại cái lỗ hỏng thị trường tương lai của CME Rất 500 đô để lắp lại cái lợi lỗ hỏng là 11.700 thì các bạn cũng đã biết là semi gap là một trong những điều mà rất nhiều người nói tới trong thị trường crypto này, nhiều người tin, nhiều người không tin. Thôi thì cũng không tin lắm tại vì các bạn thấy được là semi gap là một cái lỗ hổng được tạo ra khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ của CME future Bitcoin. Tại vì các bạn thấy được là CME future Bitcoin thì không có giống như những cái sàn khác, đây là một cái sàn mà hoạt động theo giờ và các bạn thấy khi mà thứ sáu lúc mà sàn CME đóng cửa Tới lúc mà mở cửa lại thì cái giá đóng cửa so với cái giá mở cửa cái lỗ hỏng đó Cái khoảng cách đó là cái lỗ hỏng CME Và nhiều người thì tin tưởng là mỗi lần mà chúng ta có cái lỗ hỏng CME Thì giá cả phải đi trở xuống hay là đi trở lên để mà lắp lại cái lỗ hỏng đó Thu thì không có tin lắm về vấn đề này các bạn có tin hay không thì hãy comment ở phía dưới Nhiều người thì có thể là sử dụng tài liệu này kết nối với lại những cái cách mà họ đưa ra liên quan đến chiến lược trading Nhưng mà một số người thì lại không quan tâm nhiều Thì bài viết này chủ yếu nói là các bạn thấy trên trang web Telegraph Nói là lý do tại sao mà BTC rất nhanh đứt 500 đô à, để mà lắp lời lỗ hỏng là ở mức 11.700 đô và nếu như đó là sự thật thì các bạn thấy được là có một lỗ hổng khác mà vẫn chưa có được lắp đó chính là cái mức là khoảng 9600 đô. Tại sao lại có lỗ hổng này? Đây là cái lỗ hổng mà đã được xảy ra lần trước đó khi mà giá BTC tăng trưởng mạnh cái đây một tuần. Các bạn thấy được là đây là một cái lỗ hổng cũng rất là lớn. Và vì lý do đó nhiều người thì nói là BTC sẽ phải đi trở xuống cái mức là 9600 đô để mà lắp lại lỗ hổng này. Các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở phía dưới Thuận này không có tin lắm Tại vì trước đây Thuận đã từng chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin liên quan tới thống kê Là bao nhiêu lần mà BTC lắp lời lỗ hỏng hợp đồng tương lai Thì khoảng chừng 95% 95% thì các bạn cho là con số thắng cũng rất là cao Nhưng mà thật ra chỉ 5% còn lại à, Cái vấn đề là 95% đổ hỏng được lắp lại nhưng mà các bạn thấy là cái lợi nhuận là không có cao cho nên các bạn có thể là chỉ cần sai một lần trong 5% mà sai đó các bạn có thể là lỗ đi rất, rất rất là nhiều tại vì rất là khó để cho các bạn đưa ra những cái chiến lược stop loss take profit là ở đâu khi mà chúng ta chơi dựa theo lỗ hỏng của CME đây là điều liên quan tới lỗ hỏng CME thì muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp thì các bạn thấy được là tình hình hiện tại đây là một bài viết được chia sẻ bởi CoinDesk ngày hôm nay tôi cũng có nhiều cái suy nghĩ khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình hiện tại thì bài viết này chủ yếu nói là có một số điều mà đang diễn ra hiện tại mà chúng ta cần phải quan tâm đến như là các bạn thấy là tình hình về mặt tài chính thì tài chính của quốc gia bây giờ là rất là xấu không được tốt tại sao tại vì sau khi mà dịch bệnh xảy ra thì nhiều quốc gia nhiều ngân hàng trung ương đã đưa ra cái quyết định là họ sẽ đưa những gói hỗ trợ. Các bạn thấy là gói hỗ trợ ở châu Âu cũng có, ở Canada cũng có, ở Hoa Kỳ thì các bạn thấy là liên tục nói về gói hỗ trợ và gói hỗ trợ. Thì số tiền đó đến từ đâu? Cái số tiền gói hỗ trợ đó là đến từ việc in tiền. À, cho nên các bạn thấy được là tình hình về mặt tài chính thì ngân hàng trung ương tiếp tục in tiền, bơm vào trong thị trường. Không chỉ là in tiền cho hỗ trợ. mà Các bạn thấy là những cái ngân hàng trung ương như là Fed, cục diễn ban của Hoa Kỳ, thì Fed là đã liên tục in tiền để mà mua lại những cái trái phiếu của những công ty những trái phiếu của những chính phủ địa phương để giúp đỡ cho những nơi đó có thể mượn được tiền trong tình hình này để họ có thể là qua được dịch bệnh cho nên về cái việc là tiền ồ ạt đổ vào thị trường tài chính đây là một trong những cái điều dẫn đến nhiều người lo lắng và họ đẩy tiền vào những cái mảng đầu tư mà họ cảm thấy là an toàn hơn như là vàng và các bạn thấy trong bài viết này nói BTC là một trong những cái mảng đầu tư đã có được lợi nhuận từ cái việc mà nhiều người đang lo sợ về việc là chính phủ trung ương cũng như là những cái ngân hàng trung ương hay là cục chuyên ban của Hoa Kỳ in quá nhiều tiền thì đó là tình hình liên quan tới dịch bệnh nhưng mà chúng ta sẽ nói tới cái tình hình liên quan tới chính trị thì các bạn thấy được là trung mỹ bây giờ đã có rất nhiều những cái mâu thuẫn gần đây Chúng ta cũng nói tới những cái mâu thuẫn liên quan đến là Tổng thống Donald Trump à, đã ra lệnh đóng lại một cái à, đã, lãnh sư quán ở Houston Và để đáp lại thì Trung Quốc đã ra lệnh đóng lại lãnh sư quán ở Thành Đô Chúng ta cũng đã nói tới cái thông tin này trong những cái video trước đây à, Nhưng mà các bạn thấy là ngoại chi điều đó ra Thì gần đây Tổng thống Donald Trump cũng đã đưa ra những cái lệnh liên quan tới là Cấm những cái công ty như là TikTok à, hoạt động ở Hoa Kỳ Và trong vòng 45 ngày, có nghĩa là từ đây Tới ngày 15 tây tháng 9 thì phải có một công ty Hoa Kỳ mua lại TikTok chứ nếu không là sẽ không được hoạt động ở trong Hoa Kỳ Những điều này đều dẫn đến việc là căng thẳng chính trị giữa Trung và Mỹ ngày càng tăng lên à, Tuy chúng ta thấy được là cổ phiếu đã tăng lên rất là nhiều nhưng mà thật ra thì thị trường tài chính các bạn thấy là cũng không ổn Khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn về tình hình thị trường tài chính như là thị trường cổ phiếu so với lại tình hình kinh tế thì khác xa hoàn toàn Kinh tế bây giờ vẫn còn rất là yếu Ở rất nhiều nơi Và ngay cả Hoa Kỳ bây giờ là Cái sự phát triển của nền kinh tế cũng rất là yếu Vì lý do đó nếu như mà chúng ta thật sự là có Thêm một cuộc chiến tranh thương mại Giữa Trung Mỹ bùng nổ ra như là Năm 2019 Thì nhiều nhà đầu tư lo ngại là sẽ dẫn đến Là chứng khoán lao vật và những tài sản Sẽ lao vật cho nên đây là một trong những yếu tố Dẫn đến là nhiều nhà đầu tư Không chỉ là họ lo về Lạm phát, tại vì lo về lạm phát họ có thể mua Tài sản như là họ mua cổ phiếu hay là họ mua bất động sản nhưng mà liên quan đến những cái lo ngại về mặt chính trị thì nhiều đầu tư lại ạt đổ tiền vào thị trường vàng đây là một trong những lý do tại sao mà chúng ta thấy được là giá vàng có cái sự tăng trưởng trong thời gian gần đây tuy nhiên các bạn thấy là nhiều người vẫn cho là bitcoin tăng trưởng lên mức 12.000 đô là một trong những lý do dẫn đến chính là cái sự lo ngại liên quan đến lạm phát cộng với lại cái sự lo ngại liên quan tới về mặt chính trị giữa trung và mỹ hiện tại thì các bạn thấy đây là cái tình hình mà nhiều người cho là rất là tối ưu để cho Bitcoin có thể là chứng minh được là Bitcoin có giá trị và trên channel YouTube này 3 năm qua chúng ta đã nói rất là nhiều liên quan tới giá trị BTC là đến từ đâu thì nhiều bạn khi mà hỏi tới là BTC tại sao có giá trị thì nhiều bạn sẽ nói là tại sao có giá trị là tại vì BTC khan hiếm chỉ có 21 triệu đồng bịch trong tổng cộng và không có hơn cho nên đó là lý do là tại sao nhưng mà thật ra cái sự khan hiếm chỉ là một cái phần chỉ là một yếu tố dẫn đến tại sao mà BTC có giá trị tại vì các bạn thấy được là một vật có thể là rất khan hiếm nhưng mà lại sẽ không có giá trị như đã từng chia sẻ với các bạn thì có thể vẽ một bức tranh trên thế gian này chỉ có một bức tranh đó duy nhất nhưng mà bán giá bao nhiêu đó là một bức tranh duy nhất mình thuận vẽ thì cái giá bán ra tùy theo người mua và có thể thấy là sẽ không có giá trị như thường mong muốn nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là btc ngoại trừ là những yếu tố liên quan tới khan hiếm ra thì btc là một cái mạng lưới phi tập trung các bạn thấy được là btc mua dễ dàng di chuyển dễ dàng và bán bây giờ cũng rất dễ dàng các bạn thấy là hầu như thế giới này hầu như quốc gia nào các bạn cũng có thể bán được một cách rất là dễ dàng cho nên đây là những cái um, điều mà sẽ khiến cho btc có giá trị nhất là trong cái tình hình mà các bạn thấy không ổn như thời điểm này chúng ta chỉ nhìn riêng về tình hình ở châu Á các bạn thấy được là hôm nay thường đăng một cái bài viết liên quan tới Hồng Kông thì có nhiều cái dẫn chứng cho thấy được là trong vòng 12 tháng vừa qua rất nhiều người có tiền ở Hồng Kông đã mua vàng và di chuyển ra khỏi Hồng Kông. Tại sao? Tại vì họ cũng lo ngại những điều mà thường mới vừa chia sẻ, lo ngại liên quan đến cái việc là Trung Quốc sẽ có những cái luật cắt giao hơn liên quan tới Hồng Kông hay là các bạn thấy là chiến tranh Trung Mỹ là sẽ ảnh hưởng tới đời sống của họ. Vì lý do đó nhiều người có tiền họ đã lựa chọn là mua vàng và di chuyển ra khỏi Hồng Kông đây là những thống kê được đưa ra từ một công ty bán vàng ở Hồng Kông thì nếu như mà những người này mua Bitcoin và di chuyển thì sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều tại vì các bạn thấy được là vàng thì mua cũng khó khăn di chuyển lại càng khó khăn hơn và hoàn toàn là có thể bị tịch thu trong khi các bạn thấy được là Bitcoin các bạn mua xong mà di chuyển là không ai có thể ngăn cản Bitcoin đó được và các bạn chỉ cần là nhớ khóa cá nhân các bạn thậm chí không cần phải đem theo bất cứ máy móc nào các bạn chỉ cần nhớ khóa cá nhân trong đầu thì các bạn có thể là có rất là nhiều tiền nhưng mà có thể là đi qua hải quan mà không cần phải lo về bất cứ những phiền phức nào đây là những cái ưu điểm của bitcoin và tôi nghĩ là trong cái tình hình này thì tình hình này không có thấy là rõ hơn là bao nhiêu các bạn thấy được là tình hình mà những cái ngân hàng trung ương giảm lãi suất cũng như tình hình ngân hàng trung ương tiếp tục bơm tiền để mà hỗ trợ tình hình tài chính đây là một điều mình thường nghĩ là sẽ diễn ra ít nhất là trong vòng 1 tới hai năm tới đây đây là không ngưng lại và điều thứ nhì liên quan đến chiến tranh thương mại Trung Mỹ thì thường nghĩ là tùy theo là người nào là tổng thống kế tiếp trong vòng 3 tháng tới đây sẽ có rất là nhiều điều được nói đến là nếu như mà tổng thống Donald Trump tái đắc cử thì sẽ như thế nào nhưng biện pháp đối với lại Bắc Kinh sẽ ra sao hay là nếu như ứng cử viên Joe Biden đắc cử thì Joe Biden sẽ có những chiến lược như thế nào đây là một điều mà chúng ta vẫn chưa có rõ nhưng mà nếu như mà tổng thống Donald Trump tái đắc cử thì các bạn cũng đã thấy là ông cũng đã hứa là sẽ tiếp tục đưa ra những cái biện pháp để mà bảo vệ người dân Hoa Kỳ và để mà chống lại Bắc Kinh. Cho nên tình hình tới đây tôi nghĩ là sẽ là một cái thời kỳ rất là tối ưu so với cái sự phát triển của những cái tài sản như là vàng, như là BTC. Thì kế tiếp thùng có một số thông tin liên quan tới Ethereum Classic, liên quan tới XRP, liên quan tới Litecoin và một số những cái thông tin khác. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự và đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì nói tới team classic thì các bạn cũng đang thấy là đồng này đã bị tấn công hai lần trong vòng một tuần qua. Đây là điều thường đã nói tới trong cái video 666 như mà nào mà chưa có xem thì hãy dành thời gian để mà xem cái video đó. Chúng ta nhìn vào tình hiện tại của item e classic thì các bạn thấy được là sau khi bị tấn công liên tục một tuần à, hai lần liên tục bị tấn công năm phần thì cho Hutchinson đã đưa ra một số những cái đề nghị cho đội của team classic nói là cho Hutchinson có thể là giúp đỡ nhưng mà item e classic phải đưa ra một cái quỹ phi tập trung tại vì cho Hutchinson đã livestream và chia sẻ là ông ta nghĩ là team classic bây giờ là cái xu hướng phát triển tương lai không rõ ràng và cũng phải cần có một quỹ để mà phát triển chứ bây giờ là tiền đâu để mà phát triển đây là một trong những đề nghị của charles atkinson là gây dựng một quỹ phát triển phi tập trung nơi mà những cái member những cái cộng đồng có thể bỏ phiếu của gọi là sẽ phát triển vô cái xu hướng nào nhưng mà cái đề nghị này của cho Hutchinson của đồng Cardano đã bị từ chối bởi Ethereum Classic Thì cái tại sao họ từ chối thường cũng giải thích cho các bạn thấy được là sau khi nghe giải thích chú thuận các bạn sẽ cảm thấy là cũng không có gì gọi là quá bất ngờ Thì chúng ta nhìn vào Ethereum Classic tuy là Ethereum Classic đã bị hát nhưng mà các bạn thấy cũng còn rất là nhiều những công ty đầu tư vào Ethereum Classic và thường sẽ chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà trước hết thì thường biết là có nhiều bạn mới tham gia vào thị trường này và nhiều bạn sẽ có câu hỏi là Ethereum Classic tại sao chúng ta lại có hai đồng Ethereum như là các bạn thấy là nhìn vào những cái trang như là CoinMarketCap hay là CoinGecko thì khi mà chúng ta nhìn vào CoinGecko các bạn thấy là có hai đồng Ethereum đồng Ethereum mà chúng ta quen thuộc thường hay nói đến đó chính là đồng Ethereum đứng hàng thứ hai với tổng số vốn hóa là 44,6 tỷ đô la đồng Ethereum mà bị tấn công 51% mà chúng ta nói tới trong tuần vừa rồi đó chính là cái đồng Ethereum đứng hàng thứ 28 Ethereum Classic và tổng số hóa là chỉ có 826 triệu đô la thì các bạn thấy là những bài nào mà mới tham gia vào thị trường này có thể cảm thấy không hiểu là tại sao lại có hai đồng Ethereum Ethereum và Team Classic thì trước đây thật ra Ethereum bắt đầu là từ năm 2015 nhưng mà mọi người biết tới Ethereum thường nghĩ là khoảng chừng năm 2016 và phần đông mọi người biết tới Ethereum đổ tiền vào thị trường Ethereum là khoảng năm 2017. Thì năm 2016 có một cái sự kiện đã xảy ra, lúc đó chỉ có một mạng lưới Ethereum duy nhất và năm 2016 là lúc mà thường cũng mới vừa tham gia vào thị trường này thật ra lúc mà chuyện này xảy ra thường cũng không có để ý nhiều tại vì thường cũng không có uh, hiểu nhiều về những gì đang xảy ra giống như là những bạn nào mới thì sẽ hiểu là khi các bạn mới vào thị trường này thì thật ra cái gì cũng mới các bạn không thể hiểu được là tại sao lại có những sự kiện như là đau hát xảy ra thì lúc đó Ethereum cộng đồng Ethereum đã đưa ra một cái dự án gọi là dự án đau thì để hiểu một cách đơn giản thì dự án DAO này là một cái dự án gọi là Decentralized Autonomous Organization là một cái dự án mà quản trị phi tập trung thì các bạn không cần phải hiểu nhiều về dự án này điều mà các bạn cần nên biết là đã có một cái sự đáng tiếc xảy ra là khi mà lập trình dự án này đã có một cái lỗ hỏng và khiến cho một số người hacker không phải là không có biết là một hay là nhiều người nhưng mà đã có một hacker đã có thể là lợi dụng lỗ hổng đó để mà rút tiền từ trong cái dự án này và cuối cùng cái số lượng tiền mất là quy ra đô la lúc đó là khoảng 50 triệu đô la là một con số rất là lớn đối với mạng lưới của Ethereum ở cái thời điểm đó tại vì còn quá mới và lúc đó thì đã có rất nhiều cái sự tranh cãi trong cộng đồng của Ethereum là phải xử lý như thế nào một bên thì đưa ra một cái lập luận đó chính là tất cả những cái mã nguồn đều là luật có nghĩa là không ai có thể thay đổi được chuyện này xảy ra là không ai muốn nhưng mà để cho chúng ta có thực sự là có được một hệ thống phi tập trung chúng ta có thể có được một cái mã nguồn mà thực sự không ai có thể thay đổi được thì chúng ta phải chấp nhận sự lỗ lã này chúng ta phải chấp nhận là bị mất đi 50 triệu đô la nhưng mà cái bên kia thì lại nói là cũng không hẳn tại vì chúng ta có thể ha phối và có thể kêu những cái thời đào sắp xếp lại những cái lóc và và có thể là hoàn tiền lại vào cái số tiền này thì đương nhiên hai bên tranh cãi và cuối cùng đã bị chia ra làm đôi và con có nói biết là bây giờ thì cái mạng lưới mà tách rời ra mà sắp xếp lại khối lúc đó là những người lãnh đạo là và Buterin và cuối cùng cái mạng lưới đó là mạng lưới Ethereum, mạng lưới thứ hai Còn cái mạng lưới Ethereum Classic là cái mạng lưới mà ban đầu mà không chịu sắp xếp lại lốc Mạng lưới này là cái mạng lưới có thể nói là mạng lưới đầu tiên và chính thống cho tới bây giờ gọi là Ethereum Classic cho nên các bạn thấy được đây là hai cái mạng lưới mà đã được tách rời hồi năm 2016 cho nên bây giờ chúng ta mới có Ethereum Classic và Ethereum đương nhiên cho mình thấy là sau bao nhiêu năm nay từ năm 2016 đến bây giờ sau 4 năm thì cái mạng lưới được tách rời ra cái mạng lưới mà được dẫn đầu bởi Vitalik Buterin thì đã trở thành đồng đứng thứ nhì trong thì crypto này trong khi mà các bạn lưới ban đầu item classic là đường hàng thứ 28, mạng lưới 28 này rất là nhỏ và đương nhiên vì lý do là mạng lưới nhỏ đã bị tấn công 51% hai lần liên tục trong tuần vừa rồi thì đây là một số những cái lịch sử đơn giản căn bản mà các bạn cần phải hiểu về việc liên quan tới item classic và ethereum thì điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải lưu ý đến Và đây là một điều mà Thuân sẽ để ý đến à, trong cái quý 3 này khi mà công ty RayScale đưa ra những cái thông tin liên quan đến là à, Trong cái quý 3 họ đã đầu tư bao nhiêu tiền Tại vì các bạn sẽ thấy được là công ty Grayscale là một trong những cái công ty mà đầu tư cũng rất nhiều vào đồng tiền Classic Các bạn thấy được là cái quỹ tiền Classic của công ty RayScale này cái quỹ này bây giờ là có khoảng 82,4 triệu đô la trong đó Và một trong những điều mình thường đã từng chia sẻ với các bạn Là khi mà chúng ta đầu tư vào một cái altcoin nào Ngoại trừ Bitcoin, các bạn thấy Bitcoin là động lớn, chúng ta không nói tới Nhưng mà ngoại trừ Bitcoin, Ethereum Bất cứ những cái altcoin nào mà các bạn đầu tư vào các bạn cần phải suy nghĩ không chỉ riêng là cái hệ sinh thái này như thế nào không chỉ riêng là công nghệ tốt hay xấu mà chúng ta cần phải nghĩ đến là những nhà đầu tư có ủng hộ đồng đó hay là không tại vì các bạn thấy là một nhà đầu tư mà có nhiều vốn thì hoàn toàn có thể là hỗ trợ thị trường cho cái đồng đó giống như các bạn thấy là các bạn là một cái công ty mà có nhiều vốn các bạn hoàn toàn có thể là mở sàn giao dịch và tự hỗ trợ đồng đó hay là các bạn có thể là bơm tiền vào trong hệ sinh thái cũng như là bơm tiền vào cho những cái người mà developer để mà tiếp tục phát triển cái đồng đó và các bạn sẽ không để cho cái đồng đó bị bất cứ sự cố nào cho nên điều quan trọng nhất đó chính là trong quý 3 này Grayscale Ethereum Classic Trust thì công ty Grayscale có bán Team Classic hay là không chúng ta đương nhiên bây giờ chưa có biết tại vì chúng ta chưa kết thúc cái quý 3 này Khoảng chừng là giữa tháng 9 chúng ta mới biết được cái quý 3 kết thúc là như thế nào cho công ty Grayscale và họ có tiếp tục giữ đồng Team Classic hay là không tại vì nếu như họ tiếp tục thì đồng Team Classic sẽ không biến mất mà sẽ tiếp tục tồn tại và một trong những lý do tại sao mình thường nói là đội Team Classic từ chối sự giúp đỡ của Cardano của Charles Hutchinson là tại vì các bạn thấy là cái số tiền cần thiết mà họ có thể phát triển trong vòng 2 năm tới đây. Đây là tài liệu được chia sẻ ngày 22 tháng 1 năm 2020. Là công ty Grayscale, như là thường mới vừa nói tới, công ty Grayscale là công ty mà cũng giữ cái số lượng khá lớn của Ethereum Classic là 82,4 triệu đô la đã đồng ý để mà đưa một cái số tiền cho cái đội phát triển Ethereum Classic để họ có thể tiếp tục có cái chi phí phát triển trong vòng 2 năm tới đây. Vì lý do đó các bạn thấy được là họ thật sự là không có cần à, bất cứ một sự hỗ trợ nào của cho Hutchinson ở thời điểm hiện tại đây là tình hình liên quan tới team classic thì muốn chia sẻ với các bạn tôi không nghĩ là đồng này sẽ biến mất các bạn đã thấy đồng này đã tồn tại bao nhiêu năm qua và vẫn tiếp tục tồn tại và thậm chí bây giờ sau hai đợt tấn công 51 phần trăm vẫn đứng hàng thứ 28 là một trong những cái kỳ tích đối với thuận thông tin kế tiếp thì muốn chia sẻ với các bạn à, đó chính là thông tin được đưa ra bởi New York Department of Financial Services có nghĩa là cái bộ tài chính ở New York thì trước khi chúng ta nói về thông tin này thì một số những tài liệu bên lề các bạn cần nên biết đó chính là tuy là tiểu bang New York là một cái tiểu bang mà các bạn thấy là có rất nhiều những ngân hàng rất nhiều những công ty tài chính làm ăn ở New York nhưng mà thật ra New York là một nơi mà có luật tài chính rất là khác giao và ngay cả các bạn thấy là chúng ta nói tới tiền kỹ thuật số thì ở New York là tiểu bang duy nhất mà có một cái bằng gọi là bit license các bạn muốn kinh doanh tiền kỹ thuật số ở New York các bạn cần phải có cái bằng bit license đó và đây là một bản thống kê cho chúng ta thấy được đây là tài liệu được chia sẻ ngày 3 tên tháng 8 năm 2020 là những công ty nào mà có bằng bit license thì có hai cái cột, cái cột bên tay trái này đây là những cái đồng mà cho những công ty đó có thể là nhận ký gửi các bạn thấy là custody là một trong những nơi mà có thể ký gửi được tiền kỹ thuật số đây là một trong những cái dịch vụ mà đang được ưa chuộng bây giờ các bạn thấy là nếu như các bạn mua số nhỏ thì không nói các bạn có thể là lưu trữ đồng bitcoin, đồng ethereum bằng cách là các bạn lưu trữ trên máy vi tính hay là các bạn lấy những cái ví trên mạng hay là các bạn có thể lưu trữ trong cái ví chứa lạnh nhưng mà nếu như các bạn mua số lượng lớn thì rất là phiền phức, các bạn phải chia ra để mà lưu trữ và có khả năng là bị mất. Vì cái lý do đó, cho nên rất nhiều những công ty đứng ra để mà nhận ký gửi, các bạn có thể là gửi đồng của mình vào trong công ty đó và công ty đó sẽ bảo quản và sẽ có những cái chế độ để bảo hiểm lợi như có chuyện gì họ sẽ đền cho các bạn. Nhưng mà ngược lại, họ chấp nhận nguy hiểm lưu trữ tiền kỹ thuật số của các bạn thì các bạn phải trả tiền cho họ. Đây là những cái dịch vụ gọi là custody. Còn bên tay phải đây là những cái đồng mà cho các bạn có thể trade được. Nếu như các bạn là một cái sàn giao dịch mà có bằng bit license thì đây là những đồng mà các bạn có thể là uh, cho trade trên sàn thì chúng ta thấy được là trong danh sách mà vừa có thể được lưu ký, vừa có thể được cho trade thì chúng ta có những đồng như là Binance USD có như là đồng ổn định của Binance chúng ta có đồng Bitcoin, Bitcoin Cash uh, chúng ta có đồng Ethereum chúng ta có đồng uh, Gemini Dollars, đồng ổn định của sàn Gemini chúng ta có đồng Litecoin, uh, đồng PaxGo và chúng ta có đồng Paxos Standard đồng ổn định của công ty Paxos và đồng Paxgo là cái đồng được hỗ trợ bởi vàng thì các bạn thấy được là đây là những đồng mà vừa có thể trade vừa có thể là được nhận ký gửi nhưng mà có hai đồng mà các bạn thấy được nhận ký gửi nhưng mà không được trade đó chính là đồng Ripple XRP và kế đó là đồng Bitcoin Classic thì đây là cái thông tin được chia sẻ bởi New York Department of Financial Services thì tại sao mà XRP và đồng Bitcoin Classic được ký gửi nhưng mà lại không được trade thì điều này thường cũng không có rõ chúng ta vẫn chưa biết được những cái chi tiết à, nhưng mà có thể là liên quan đến việc là đồng xrp có phải là chứng khoán hay là không tại vì nếu như mà là chứng khoán thì thường nghĩ là sẽ có nhiều phiền phức đây là một cái thông tin mà chúng ta nói tới rất nhiều lần và gần đây nhất chúng ta nói tới đó chính là một cái video cái đây khoảng chừng là một tháng cái video đó chính là cái video để thường chia sẻ với các bạn là cái video số mấy đó chính là cái video 559 trên channel này nhưng mà nào mà có hứng thú có thể bấm vào để mà xem về tại sao mà XRP có phải là chứng khoán hay là không phải là chứng khoán và điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới một thông tin liên quan tới đồng Litecoin thì đã lâu rồi chúng ta không nói tới những cái thông tin liên quan tới đồng Litecoin và thật ra chúng ta cũng không có nhiều thông tin liên quan tới đồng Litecoin cái thông tin mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đây là một thông tin được chia sẻ cách đây khoảng chừng 3 ngày và thông tin này nói là cái số lượng ví được sử dụng thường xuyên trên mạng lưới của Litecoin đã tăng lên từ cái mức là khoảng chừng đầu năm là 60.000 ví mỗi một ngày được sử dụng, bây giờ lên tới mức là 113.000 ví có nghĩa là đã có rất nhiều người đang sử dụng ví Litecoin để mà di chuyển đồng LTC. Thì các bạn thấy là đồng Litecoin là một đồng mà thường cũng đã lưu trữ nhiều năm, những bạn nào mà tham gia thị trường này năm 2016, năm 2017 thì chắc cũng đã biết. Nếu như mà chúng ta coi đồng Bitcoin là vàng thì Litecoin là bạc, có nghĩa là nếu như Bitcoin chậm mà phí cao à, thì sẽ được dùng để mà di chuyển con số lượng lớn tiền. Nếu như mà các bạn muốn di chuyển số lượng nhỏ hơn thì sử dụng đồng Litecoin. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy điều đó cũng không hẳn là đúng tại vì chúng ta có rất nhiều đồng có thể được sử dụng à, Nếu nếu các bạn chỉ cần di chuyển phí thấp mà nhanh thì có rất nhiều đồng các bạn có thể sử dụng như là đồng XRP chẳng thì phí thấp và rất nhanh thì thực sự cũng không cần đến đồng Litecoin nhưng mà Litecoin là một đồng mà rất giống như Bitcoin các bạn thấy là một đồng mà đã được hai fork tách rời khỏi đồng Bitcoin trước đây và đồng Litecoin uh, những năm như là 2016, năm 2017 là ở nhiều sàn thì sàn nào các bạn cũng thấy là thường là họ sẽ đưa ra những đồng nào mà được lên trên sàn là sẽ có đồng Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Lúc đó chúng ta vẫn chưa có đồng Bitcoin Cash hay là những đồng khác. Cho nên đồng Litecoin là một trong ba đồng mà các bạn thấy lúc nào chúng ta cũng thấy ở trên sàn và nhất là sàn Coinbase trong thời gian nhiều năm, Coinbase chỉ ủng hộ có ba đồng là Bitcoin, Ethereum, Litecoin và À, bây giờ chúng ta lại có nhiều đồng hơn Thì thực ra mà nói nếu như các bạn hỏi Thuận là tương lai Litecoin sẽ như thế nào à, thường bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này thường vẫn chưa bán như đồng Litecoin của mình Nhưng mà tương lai ra sao thì cũng rất là khó nói Tại vì chúng ta không thấy được là Litecoin bây giờ là sẽ đưa một cái thông điệp nào Tại vì chúng ta thấy là một đồng nào đó phải cần một thông điệp Phải cần có một cái lý do tại sao đồng đó có mặt trên thị trường mới có thể phát triển được Và thông điệp càng mạnh thì các bạn thấy đồng đó sẽ càng được nhiều người ưa chuộng Giống như là các bạn thấy đồng XRP thì các bạn sẽ liên tưởng đến là những đối tác ngân hàng Các bạn thấy đồng Cardano các bạn sẽ liên tưởng đến là có khả năng là một ngày nào đó đồng Cardano có thể xóa ngồi Ethereum Tới nên là những cái thông điệp, những cái lý do mà những người trong cộng đồng đó sẽ đưa ra để cho những đồng này có được một cái xu hướng nhưng mà các bạn thấy đồng Litecoin khi các bạn nghĩ tới đồng Litecoin bây giờ thì các bạn nghĩ đồng Litecoin là gì Trước đây thì chúng ta nói đồng Litecoin là bạc, Bitcoin là vàng Nhưng mà bây giờ điều đó thường đã nói với các bạn là tôi cảm thấy là không còn có hiệu lực nữa Hay là trước đây các bạn thấy là tại vì cái mã nguồn của Litecoin với Bitcoin rất là giống nhau Thì tại bạn lưới Bitcoin có nhiều tiền hơn Cho nên trước khi mà họ thử nghiệm một cái cập nhật nào đó họ sẽ thử nghiệm cái mạng lưới Litecoin trước tại vì nếu như là thử nghiệm thành công thì có thể đã đưa lên trên mạng lưới của Bitcoin nhưng mà bây giờ các bạn thấy là Bitcoin à, hoàn toàn đã có cái xu hướng riêng vẫn tiếp tục tiến tới trở thành một tài sản phi tập trung như là mạng điện tử nhưng mà Litecoin bây giờ hầu như đã mất đi cái thông điệp đó cho nên tương lai như thế nào thường vẫn uh, đang còn suy nghĩ các bạn nghĩ sao về đồng Litecoin hãy comment ở phía dưới tôi muốn nói một chút về cái tình hình đào của BTC thì các bạn thấy là mỗi lần mà có Bitcoin halving chúng ta cũng mới vừa trải qua cái đợt Bitcoin halving hồi tháng 5 mới đây thì mỗi lần mà có Bitcoin halving thì nhiều người sẽ nói là sau khi Bitcoin halving thì cái phần thưởng được chia cho thời đào sẽ giảm đi phân nữa thì thời đào sẽ bỏ mạng lưới và không đào nữa và lúc đó mà Bitcoin sẽ gặp nhiều vấn đề đây là điều đã được nói tới trước ngày Harvin và thậm chí ngay sau ngày Harvin tháng 5 Và trước đó, cái đợt Harvin lần trước đó hồi năm 2016 thì cũng có những cái thông điệp tương tự Nhưng mà các bạn thấy là điều ngược lại đã xảy ra Đợt này cũng vậy, đợt trước đó cũng vậy là sau khi Bitcoin Harvin Thì sau một thời gian điều chỉnh thì à, cái tốc độ của BTC lại tăng lên và tiếp tục tăng lên Và bây giờ mạng lưới của BTC vẫn là cái mạng lưới mà có cái lựa chọn hàng đầu cho những cái thời đào Tại vì những thời đào họ vẫn thích đào BTC tại vì BTC tuy là giá cả di chuyển mạnh nhưng mà cũng di chuyển tương đối là ổn định hơn khi mà chúng ta so sánh với những altcoin khác tại vì các bạn thấy được là đào khi mà họ đào xong thì họ cần phải bán một phần để có cái kinh phí để họ tiếp tục duy trì hoạt động đào của họ và nếu như họ đào một cái đồng nào mà giá cả di chuyển quá mạnh và quá lẹ thì sẽ không ổn đối với việc là họ cần một cái thu nhập ổn định hơn vì lý do đó BTC vẫn là cái mạng lưới lựa chọn hàng đầu bây giờ và các bạn thấy là nhiều khi mà chúng ta chưa từng trải qua hay là các bạn chưa từng trải qua Thì chúng ta thấy được là có những cái lời nói mà chúng ta cảm thấy lo lắng Như là các bạn thấy trước khi mà Bitcoin Harvard thì có rất nhiều bạn nhắn tin thỏa thuận Là có phải sau khi Bitcoin Harvard lúc đó phần thưởng đào bị giảm đến phương nữa Cái thời đào sẽ bị lỗ chứ không đào nữa hay là không mà mạng lưới sẽ bị chết hay không Thì đương nhiên là không các bạn thấy là Bitcoin bây giờ mạnh hơn bất cứ lúc nào khi mà chúng ta nói tới tốc độ đào thì cũng tương tự như bạn bây giờ nói là một ngày nào đó khi mà không còn cái số tiền thưởng nữa khi mà chúng ta đã đào hết 21 triệu BTC có nghĩa là khoảng chừng là năm 2140 thì lúc đó sẽ ra sao đương nhiên là lúc đó thường đã qua đời nhiều năm rồi tại vì chúng ta thấy là năm 2040 bây giờ chúng ta chỉ là năm 2020 thì đương nhiên không ai biết được lúc đó là thế giới sẽ ra sao đó là 120 năm sau nhưng mà đối với thường thì các bạn thấy là sau khi mà Bitcoin đào hết có nghĩa là không còn Bitcoin mới ra đời nữa thì chúng ta sẽ thấy được là những thợ đào họ sẽ sống là nhờ cái chi phí trên mạng lưới Bitcoin và nếu như mà nhiều người sử dụng BTC cũng như là giá BTC cao thì đương nhiên vẫn có thời đào tiếp tục trong dàn đào mạng lưới của BTC. Và đây là những cái thông tin mà Thùng muốn đem đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thưa biết đây là một cái video cũng khá dài nhưng mà cũng có rất nhiều điều Thùng muốn chia sẻ với các bạn. À, và nếu như các bạn muốn nhận được những cái thông tin mới nhất thì các bạn đừng quên bấm vào cái link ở phía dưới video này để các bạn có thể tìm thấy những cái link chính thức trên những mạng xã hội như là trên Facebook, Twitter, hay là Telegram hay là nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn Margin Fx tham gia thông qua liên thuần cáp được các bạn có thể bấm vào link form đăng ký để điền đơn để được vào nhóm nhân hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn margin bybit sàn binance sàn coinbase hay là dịch vụ blockfi đương nhiên tham gia vào trading crypto có rất nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao thị trường này dao động rất là bất thường như các bạn thấy được là btc có thể trong vòng 10 phút dao động là tới 500 đô và nếu như bạn À, giao dịch margin thì nguy hiểm sẽ còn cao hơn cho nên không phù hợp bây những bạn mới chỉ hợp như bạn nào mà có kinh nghiệm trading và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn